สวัสดีคุณโอนตอนยังศึกษาเปียทำไมในครั้งเรียนที่ 5 Unit 5 Nice Nice Ladies Lady Mango Mangoes Monk Monks People Person Nice Nice Ladies Lady Mango Mangoes Monk Monks People Person Okay, now everybody, we start our lesson. Today we start unit 5, a homecoming. Nếu các ông biết đấy, cứ bọn nâng dồn căn để cho bác. Ông bị tùm rống này plural spelling. Nâng ca chết ra bị ở N. Biết sẵn, any, nó có nó phụ dụng sớm, phụ dụng sớm lúa, hay nó phụ dụng bạc lý xài. Cô ôm nóng, nó có nóng ca phá lật video bằng riêng ní. Lúc rú, mình cô ôm nóng mối khi cho ngoài bốn riêng, phía sau ông kế, English Grade 8, đang cầm thi rồi bỏ sở lao rọt dưỡng, ai rất là khẳng. Nhưng muốn, thì bố đẹp ôn, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Okay, now start. Some family visiting beside family in Phnom Penh. Kurusa raba som nâng. The lane, Kurusa raba beside Nautikrom Phnom Penh. Today they visited many places. Ngay ni, okay, one the lane, can lie chi chan. Look at the picture and what did they do? Sorry, what did they see on their tour? Chắc nông mê rin này lúc rưu nâng an bỏ prai bằng dưới vì tùm phô tì 37 đô tùm phô tì 37 lúc nông mê rin tì prai Tạc bốn mơ rụt dếp Chờ 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 Listen to Som and his family talk about their trip around Phnom Penh. Person on đọc bị bác on ai mơ là tụng phò càng trọng. Mẹ điện bảo dưỡng cứ thẹp viết cứ nâu tụng phò. Vì rồi đọc tụng buồn. 2.5.1 Tập hồn phạm sự phẩu lập phẩm phò Vì rồi đọc phẩm 4 2.5.1 Bây ở phẩm ai Nghe dấu Đập bán Phẩm tiêm tốt Nó sự phẩu lập phẩm Cũng ai bị bạc Hãy subscribe cho kênh I cannot believe how much Phnom Penh has grown. Panyang, remember how small it was when we left for America? I know there were no tall buildings and it felt like a small town. Now it's like several small cities put together. It reminds me of home. I can't imagine living in a city without a building reaching into the sky. I have enjoyed seeing where you guys grew up.
What did you like most today, son? Well, the boat ride we took on the river was fun, and seeing the floating houses that the fishermen live in was cool. I want to take another ride. Seeing an elephant walking down the street and feeding the monkeys at Wat Phnom was exciting. I had never been that close to a monkey or an elephant before. Maybe we can go to Da Mang Mountain. They have a lot of elephants at the zoo, and you can feed them if you want. Speaking of eating, I'm thinking about those crickets and tarantulas I ate this afternoon. Oh, and the mangoes in the market look so delicious. I wanted to buy 10 kilos of them. I missed eating things like that in the US. Yes, in America, it's always burgers or pizzas. They don't really eat the same types of food as people eat here. I like a good burger. I wish I could have one now, to wash the taste of the spider out of my mouth. I wonder if those monks we saw walking along the river eat hamburgers. They can if they eat it before noon. But it's usually the younger monks who like to eat fast food like burgers and fries. The city has certainly grown since your uncle and I left. There are just so many people. Yes, you don't see just one person walking down the street anymore. Now it's large groups. Mời tất cả các bạn, bất sân phụ ôn sạp bật bát, ôn ách sạp xa lăng quỳnh. Lớ lúc rù bọ prai nợ tổng phó tì bì rê đập phẩm buôn ở phụ ôn sạp. Sốc nà. I cannot believe how much Phnom Penh has grown. Khi mình ai chưa thà tì cổng Phnom Penh nếu cử về rít đập đà. Khlang còn là thế, và nhà, chồng chăm thế. Vì tôi tới nó bị đại dương bàn chạm trình tàu Amrit. Live for. Ở đây thì cá là cứ left. Thì là live for nó cứ chạm trình tàu. Và sân chạm trình phí. Live from. Bà nhà. I know. Chúng đang thả. There were no store building. Mình biết là kia của quốc tế. And it felt like a small town. Hãy viết hạng đôi chia thì còn tôi mỗi chẳng. Now, it lies several small cities. I love viết đôi chia thì còn tôi bị buồn đại vì công chuộc này. Put together. Xong thì vậy thả. It reminds me viết thôi nhóm nó được khơi một tẹt. Bọc nhóm nó. I can't imagine nhóm mình ai xong mày thả cao luôn lâu nó thì còn mỗi tệ. Without, đòi khuyên ạc kia phúc tộc đòi mệt reaching into sky. I have enjoyed seeing nhóm bên chật mơ tì cần lại đài nè gái grow up mê ràm thùm lạc tì cần lại đài dưỡng rộng cao thùm lạc. Bà nhà, what did you like most today, son? Bà nhà dạy thả ta chua chất ấy bóng phát ngay đi bồn rộng. Xong dạy thả well, the boat ride. Tụng nâng cư chi. Tụng để dương chi. We talk dương ban chi tàu lơ tuần lệ. Cư chi ca xong bài lệ viên. Đại khơi floating house. Tế hẳn đại tật floating house. Floating house. Điệt the fisherman. Tại nè nè sát luôn nâu khổng. I want to take any ride. Khi nhóm chong chi. Thì là chi tiết. Sing an elephant. Mở lùm rây đa chọc bịt lâu. Hai nâng oi chùm nay. Sọt xoa nà vọt lông. Cứ vô đồng phở. Và exciting. I had never been there. Khi nhóm. Mình đài là. Tôi chết xoa mùi tế rưu có sạch làm rầy tế vì môn. Vì sao vậy ta? Maybe bà hai chỉ dưỡng nâng ai tàu lùm tà máu môn chín. Để hèo bộ viên nó cứ cho người ta nộp cho người tham biên sạch làm rầy chỉ chán nó ai dù xuân sạch. Hói, nè ai ơi chùm này bộ viên bà sân bà nạ chọc. Đem if, đem nó như thờ xe đỏ kia thì dắt bằng tay. Get locked here. Damn if will be a person. So now,
Speaking of eating, ca nhìn dễ sọc nà dễ tháng, ca nhìn dễ dòng phì ca sĩ chọc mít phì dòng cục phúng kết ẩm phì sắp chọn ngã rách cảm lúc. Hai nâng ta rân đô la. Rất hay nâng à, nè. Hãy kẹo lúc đưa. I add some hope no perisil ni. Oh, and the mango plus wine no sa mơ tớ quý chân á. Look so delicious. I wanted to buy chấm chong tinh lọc của lỗ. I miss eating chấm khan. Miss mi nâng dương mền bỏ thân là cái kì chấm khan. Họ khan. Chấm khan hộp ở vay vay đặt chấm chô chật hộp no sợ. Bạn nhà, yes, in America, nó ẩm rệt nó cứ viết tay người ta hộp burger hay nằm pizza. Chẳng biết ở miền đời nó mai miền nông bông ấy, nó ẩm rệt. Miền nông bông, nông con ấy. Miền bạch sống ấy. They don't really eat the same type of food. Bố kê mình hộp, prophet lên hộp hạt đôi, nâng một đồng đìa đầy dân hộp nấu, nó tí đi tê, mình lại thả nó ẩm rệt, nó ẩm rệt. I like good burger. Khiom cho chật burger chngánh good burger. I wish khiom bon là khiom ai hộp môi lão nè. Chọn hộp môi lão nè. To walk đầm bay liêng. The test rụt chết này spider bình piêng. Bình mọt là bọc nhóm. Chẳng hộp bình piêng một bó. I wonder khiom chngol thật ta. Presong tìm ổn lúc. Đại dương ban khơi của vùng môn là tam lâu tam tuần lễ nó cứ hộp chẳng bờ cả vì say để khen phụ quạt nó mới là phụ để xóm ai bờ sân và phụ qua phụ để xóm nó cứ chẳng vía một bề ngày trọng before noon but it usually có bàn tay vía chỉ tu tàu cứ giang gờ mang là bờ xóm chẳng là bờ xóm cứ nó quay mấy là bị khổ. Nè đại cho chất hộp phạt phút đổi burger chăn phạt phút đổi burger hay là fry sốc nai vậy ta. The city tí krong nâng cứ bất năng miên miên là việc lụt loa khăn chạp tăng vì phù rồi bỏ dưỡng hay là nhóm bàn chạy chạy vì không ai nâng tập. Miên rùm đi cho chân. Nè. Thì say ta. Yes, you don't see nè mân bàn khơi. Mà lùm mà nè tê đại công phố đang là tạm lâu nâng tập tiết. Hãy lâu nít cứ viết chia vô group. Rồi viết chia group một lúc. Một mình men, một lúc mình đã ra tạm lâu tết. Hãy lâu nít cứ viết miền vô một lúc tạm đoàn lâu. Đi cọng năng. Chân đi kì chì kà. Xong rồi nè kìa. Bởi sân bồn sạp ọt bán, bồn ai sạp xa lâu mình. Bạn. Choose the correct word to complete the sentences. Chúng ta sẽ chờ rơi biết trăm trâu đồng bánh bấm bánh bởi dụng cho ông. 1, 2, 3, 4, 5. Chúng dùng tất cả các sạp đồng bộ ôn ôn ai đang thả ta. Dù biết city rồi có cities. Dù biết building rồi có building. The elephant rồi có elephant. Măng rồi có măngs. Burgers rồi có hamburger, hamburgers or hamburger, and French fry rồi có fry. Person, people, group, group, chân bồn ai mơ ăn bọt, thêm. Sạp là vĩnh, bồn ai đâm chơi rừng. Mike, the plural word, cúp con, bịa hồi chân ạ, chỉ mỗi nâng bồn ở bảo vệ. Măng, và sống, thì ai vậy chẳng hạn. Măng, thèm ế này cứ và sống, và chẳng. Some plural noun, thì là niềm khlác. Niềm phụ vậy chẳng hạn, khlác miên tùm rúng. À, grau rốt nó có lại kì mùi, vì ai vậy chẳng hạn. Chẳng là dân thèm ế. Mango, mangoes. Nó bế bị mùi đã bình chọc đòi. Mango, mangoes. Person, people, nice, nice.
lady, ladies. Chúng cứ chỉ có buồn kế đẹp ồn trâu chẳng nắm ế ní mình này thà. Nhiều mùi chúng luôn nó cứ miền spelling khóc lại cái này là bê bà đồ. Tôi chỉ phôi chẳng nặng là bì ai cái chẳng nặng tôi phôi chẳng nặng là B. Là bê nhiều mùi mình chọc lại F rưu cả F ý kế bà đồ F tôi chỉ V hai bằng thay mì E. Nhiều đi biệt ngài nó. Now that end niêm đã bị chọc đôi chân như này mỗi plus y plus y thì gì ái hay thay mì ạ để đi lê đi nó noun that end niêm đã bị chọc đôi o h s s a rồi có c h nó như s e s chân niêm đã bị chọc đôi sọ ôi hai bình thay s tôi lời cục niêm tạm đó chân cái này đi được rưu xông mình chạy thay phong bà đá dương chong bằng cả liếm bị ai bên chân nặng tàu phụ ở chân nặng chưa tu tấu cứ dương thảm ạ chưa tu tấu cứ dương thảm ạ tiếp bì bà sân em liên viên mình chọc là do so F rưu gọi F ý nè dương bộ đồ F ý thì chìa V ý ạ tiếp bì bà sân em liên viên chọc là do so Y miền Y chìa chừng như nè chân nhịp đồ do so Y thì chìa ai sân hay chẳng dừng thay bị ạ thì buồn bờ sân niêm luôn mình chọn lại O H S S A C H nắng dừng thay bị ạ vậy hay bị chẳng xâm lệch is phần ta go goes à, bờ sân uy O mango thì mangoes ai miền niêm môi chung luôn chẳng hào đã erectular plural noun vì thay mẹ tê vì đồ tùm rung vì chỉ child children men, men, women, women, toasties chẳng niềm mùi dùng luôn tiệm xe tiệm và được gửi vật bản thân thế cô đó là mình chạy thà cạp đồ vì niềm ai bị nạn tôi vui chạy nạn vì mình có bồn vào việc đôi được gửi vật được gửi vật phản đáo chứ crossword plural noun ôn lê nhà là bài viết khoai ní thì pi nó cứ with những sự xế mà with những thay mấy kế thay mấy e wishes chất tiên bộ mùi nè thì với những sự xế nè dictionaries thay mấy e e lục vai chẳng nè tiên bộ mùi nè child thì dưới children hãy nắng là say children tiên bộ mùi man thì dưới man đồ e e thì chữ e man thì đọc elephant elephant bốn thở thành e đọc bùi y y này đồ so f e thì chữ v e vì này dương thử xe w i v e s chất cho crown mình baby lịch mùi này nó lịch mùi này baby chất nghiêng xe so b a b i e s student tỷ bấy là tỷ bấy bốn mới student nhưng xây cho con này cho nó thêm e tỷ buồn shift chào nhưng đồ sọ em nó thì dư vì em mà tỷ buồn này nè chào này tỷ mất bờ sân bị miền bị hỡi dương bạch xê thì tỷ bằng monkey là monkey sẽ cho nó đồ còn miền pro thì dương thảm e để sao viên mình chọn là so vai và tay miền sợ dương thảm e bởi vì miền trên nhìn nhận dương pro còn tay đi cứ sợ thảm e class thế nào classes dương thảm e để sao viên mình chọn loại e và chẳng bớt sân pro sao vẫn có một ai sao là với gặp được khu vực dương a homecoming an elephant and some cricket sắp đầm rầy mùi cơ bát hay nâng sắp chẳng rạch là sắp ôn lọt hộp chẳng rạch bọc bọn thế biến được chết thôi chẳng này. Look at the picture of the sing some and his family did on their visit to Phnom Penh. How many of these sing have you done or visited? Tell your partner.
chúng tôi lấy mơ rụp hiệp này vậy vậy thằng ổ đã xong hay nên cụ xa nó một quạt bàn thớ nó đâm là tôi sẽ nạc cách mà đâm là tôi lên thì còn không phải nâng ta vậy vậy thằng ổ ní miền và mà này là bàn thớ rưu cả bàn tôi lên rạp đại cụ và nhà mớ chúng tôi lại nâng để xa là cụ thọ chỉ vì tôi ô chúng tôi ôn mặt ai rạp rưu cả thuở ca chỉ cụ bàn thế lại nhìn xuống chứ sáy. Som sent a postcard to his friend Ken in Japan. Som ban phya postcard mui tờ mật phẹt ra bọc quật. Một kẻ Ken nâu tì bật tê chụp quật. Quickly read an lươn ở vầy đề quật ban sử xê tờ quật. What does he want Ken to do? Ta quật chong ở Ken nâng thù ấy. Ok, tờ lúc lưu an ở bốn đọc. Thế đó. Chúng tôi là phòng phim đọc cho chất tục đạo không hỏi đọc hoặc bán hoặc chê đọc chẳng đọc ở kia. Dear Ken, Ken Chitty Sri Lanka Chitty Nekra Lực greeting from Cambodia ca tổ tù xoá công vị Campuchia. I am visiting khyom nang to leng bong phuon chi don muoy bok khyom hai nang krusa datai samachak krusa datai tiet chi muoy nang mat hai nang pa. We have seen many sights jeung ban meur teis phiep chi chran chap tang pi mok dol 3 thangai mon mak robos khyom nigei tha phnom penh kompong tae phlas bdo yang luen. We started jeung chap pdam a jeung chap pdam no ae borom rich vien còn lại để chỗ chất sinh kế là bọc nhóm cứ Silver Pagoda. The floor cứ là cầm ra bụng nó cứ cọp nó đọc để miền Prat để miền Ất nó cứ Pram Pond Thái nó Ất vương nó hai nữa miền glittering gold and diamond statue around they are glittering, glitter, glitter, lưu trình chai. Mình đã rụp chậm lại, bỏ miếng, hay là bệnh, lưu trình chai, nói chung mình. Biệt silver thai thai nó mê thà các bướng, bướng ẩn, các bướng, chọn như thà, bọc, thật đôi, bướng, pram rồi, pram bọt. We took a cyclo, dương chi cyclo lên thua thua về chó mình là thốt một biển thẻ dương chi mình là dương tê chó rồi cyclo mình là đào lên rồi tê cyclo hai ban khơi ở kia ai nâng bị biên còn nhiều món bị biên để biên ai kia chứ để dương ai khơi pi bật tục đây pi bằng uôi bật tục đây hoặc nhầm bạn vì rồi dương ban chi chung với nhà bọc bài xử lý hãy nâng vọt xem xe chỉ trang tiết nộp nộp bình ending đã bình chọn nó ai xa cần đà Central Market tí cần lại là dương hô bàn thằng anh trọng mà nó bọc nhóm nó cứ van crazy crazy nó cứ chuột á chọn gì thà chuột về như thế chọn người ta quật vũ á nó bê đã quật bàn khơi như là tê cho người ta để đặt đòi để bộ phận đặt đòi insect sạch ắt để miền vây vây đôi chia grasshopper cần đốt thầm mai cần đia hay nâng sọc mỏi quất ban tinh sạch chừng rất mùi thong cần đốt clap hay nâng đục đưa tarantula vậy tarantula bất tarantula này mèn độc đưa đấy cứ nhiều có phép sạt bình tiền bây giờ thì sẽ tiền thì nó ngả thì thà thì rất nữa cái hạt tarantula I like the cricket trong chơi chất chẳng rất rất ta bất dương hộ đấy chẳng ngành đã bỏ bạn chẳng ngành để ra chứ chẳng ngành để ra cưỡng kiếp xóm chẳng ngành. They were crunchy and a little like popcorn. A crunchy, crunchy, nó là sủi.
Ủa viên nó xuôi mà chẳng có nó xuôi khám chọc nọc nọc nó ai nâng đôi bột linh chẳng đôi bột linh tay tay I add tarantula dùng hộp tarantula muối but it was gross and mushy in my mouth and I didn't want to any end but it was gross gross nó mới ra cục crumb and mushy trong đó mushy nó cứ sự điện của crumb đó mình để thao việc đập đập á mình đang không mọt bọc nhóm hói nhóm mình trong hộp à trong môi nó tiếp I have also met trong ban chụp bong bóng chỉ đồn mùi mật mật phẹt chỉ đồn mùi bọc nhóm vì xây phòng đá One boy from natural Levan remind me to a kim nakoi nap. The better quát kuja than traiko, quát ban lane sralai. Hobo. Yum kata nap poor than more kambichi hai chu quát chắp chắp. Nap ai lane chum riêng chum mùi nipan. That's all for now. A high learn it. Next week's up rakra yung nang tachin a bottom by the lane chidon bok yum. Hãy nâng chô ruông vì thị bón tam bởi bây nì mùi Your friend song Vì mật phẹt bỏ nẹ song Đi cứ chìa xây thàn bọc kẹt đè dương nhà tấu cứ xây xây lạnh Chân bật sân phôn sẽ đập át bọt nì át bàn thế bồn ai sẽ đập xa lãng bình Read again and answer the question in your notebook Chân phôn an bà đó viết hai slide xong luôn Đặt nâng giúp phô bọc ổn mất How long has Som been in Phnom Penh? Ta Som nâu tì krong Phnom Penh dạ phê phân mạn hai. What has gold and diamond statue? Ta rụp chậm lạc bò mi hai nâng bệnh. Tam à vay miên rụp chậm lạc bò mi hai nâng bệnh. Statue nâng rụp chậm lạc bò mi hai nâng bệnh. Where did they have lunch? Ta phụ kê hộp à ngay trắng nói nà. What did some mother go crazy? Hãy ấy bàn chìa mạ và sống thì crazy. Crazy thì cho người ta quạt được gì vụ. Tên ấy muốn nó mình là quạt khơi kê chẳng gặp quạt cuộn mọi Crazy mà nhóm mà em crazy about football lắm. Nhóm cuộn vụ nó bài toán lắm. I'm crazy about game. Bộ nâng game nâng crazy nâng bộ. Đã xong lại tarantula. Ta xong chú chết à tarantula thế. How do you know? Ta nè đang nhận mạch đấy. Who has he met? Ta còn bàn chụp nâng nè. When are they going to the countryside? Ta phụ kê nâng tàu. Chân là bọt nó cứ đọc về lại Look at the chart and complete the sentences below Rồi lệnh mơ ta ráng hay bụng quýnh rồi vô khăn trọng We use a or an to talk about one thing dương pra ơ rưu cả e nâng nông bay nì dây ở vầy tệ miên tà mùi ơ trò bàn kê pra nô pê đèn niêm nâng mình chọc chọc đám đòi xô xùm lên chứ nhìn nè bật sân nì mùi chọc đám nâng đòi xô xùm lên chứ nhìn nè cứ dương pra ơ a dog a book a fish e nâng trò bàn kê pra nô pê đèn niêm mùi chọc đám nâng chì mùi xô xùm lên sạc An apple, an hour. Chẳng hạn đi, hour nó mình đang viết số xung lên, eight in số xung lên chỉ là chẳng như pra an hour, an egg. We use some, dương pra some chỉ mỗi nào vậy vậy. We can count, dương ai wrong, only with their plural. Chẳng là chỉ mỗi đang phôi chẳng hạn đi. Chẳng là niềm đề phụ chẳng hạn cứ dương thêm e.
Read again and answer the question in your notebook. How long has Song been in Phnom Penh? What has gold and diamond statue? Where did they have lunch? Why did Song's mother go crazy? Does Song like tarantulas? How do you know? Who has he met? When are they going to the countryside? Nó có nông chúng lợi ní cho ngọt ồn dù lợi chữ bác ẩm bì ca bà ơ bà en xám hay nâng en ní. Look at the chart and complete the sentence below. We use a or an to talk about one thing. Dương bà ơ rưu gặp bà en đâm bấy nì dây ẩm bì vầy mùi. It use a trò bàn kê bà nô bê đèn liếm chập làm lãng chỉ mỗi những số xung lên trên như nè. Consonant sound. A dog chỉ cài muối. A book chỉ phô muối. A fish trái muối. And it use and trò bàn kê bà when a noun nô bê đèn liếm mùi start chập đám chỉ mỗi những số xung lên sẵn. An airport là bò muối. An hour mùi máu. Hour nó khi xô xùm lấy sạc. An egg xuất mùi. We use some with sing. Dương pra vầy vầy. Dương pra xăm. Chỉ mùi vầy vầy. Để dương ai rọc bàn. Như là only with their plural. Miền phụ ở chân nào. Chân niêm. Nên dương ai pra. Và sân niêm nhưng rọc bàn. Dương pra sám và tái niêm nâng dương thaym tùm rung phùa chân nạ miên ế ế ế chân mạo. Có bằng tái bật sân niêm nâng rộp bàn tế, niêm nâng cư dương ọt thaym ế tế của vi uncountable noun. Sám is used. Sám trò bàn kê pra nâng nóng positive sentence. Thì hó, I have got some cricket. Nhóm miên, xung tốt, nhóm miên cookie class, nông cookie class. Question. Expressing mình chạy bị request hay nâng offer. Chân xám dương pra bàn tại bởi dục sọ. Còn tác bật sân bị chìa không bởi dục xung lúa. Mình này thà lẹ cả nạ xung lông bố hay nâng offer. Would you like some fish? Would you like some? Mà dương mơ ôi tập would you like cứ đằng xám à. Bà nâng dương ạch bà em đi. Can I help some? Dương ạch bà em đi thề. Rút viên xung lô mát bà ta vì chỉ là cả nạ request hay nâng offer. Can I have some fries? Nhưng xong nó mở đồng lông bông bò màn thế. Fries nó mới smart là cái chip. Tạm bài ông lê American, ông lê bài ông lê nó. French fries. We use any. Dương pra any chỉ mỗi nâng vầy vầy là dương ai rọc bàn. Chỉ mỗi tùm rộng vầy chả. Chẳng any dương pra chỉ mỗi niêm rọc bàn của bán, niêm rọc bàn bán của bán. Còn ta niêm rọc bàn dương pra chỉ mỗi any nó. Cứ mình tùm rộng phùa chứ nạ, mình ế ế ế chẳng mạng. Còn bản thái bật sân vì rộp bật bán, ọt mình tùm rộng tê, phùa chứ nạ tê. Any is used. Any trở bàn kê prang nó bị dụng bạc sách, hay nó bị dụng general question, bị dụng xung lô thủ tàu. I haven't got any extra pen. Khi nhóm mình miễn bệnh bản thái bật thế. General question. Did you eat any cricket? Ta nè bàn hộp sạch chừng rất là thế. Are there any soda left? Ta nè miền soda nó xót là thế. Lẹp nó nó xót. Chứng phụ nãy mơ khẳng cọm đi. Cũng bình xác luôn nãy mơ. Ta lại nào pra ơ, lại nào pra en, lại nào pra sáng. Đã mơ. I add cricket. Some cricket. We talk a cyclo tour. I didn't want any end, and so much any end. I saw some monument and old building. Your man heard your ear. I'll be mean and I'll get ya, ya. There was an elephant walking down the street.
Look at the picture and find. Find thing. Rồi mở rụng việc hay nâng rộng ở vầy để phám để xong bàn khơi. Nào à thua mà nạc cả đa lên nơi thì không phục bình bỏ quả năng. Sự xe vầy vầy nó không bị vô. Ở sự xe vầy thì bởi vô nó không nộp bút rồi bỏ ôn. Ở trong bốn ai sẽ xe luôn ai mất. Some saw a an, some saw some. What didn't some see? Ta some mình khởi nhảy. Write one sentence about what he didn't see. So xe ở vầy bởi vô mùi mất. Ông bì ở vầy đã quát ở bàn khởi. Ok, how many are there? Ta miền phần mạng. Look at the following singular noun and match them to the picture. Chúng ta lấy mơ niềm ai bị chân nặng to đến đi hai nằm cụ con phụ viết sau nâng rụt hiệu. One, a car. Lan mùi. Two, a country. Prate mùi. Three, a toothbrush. Chúng ta đọc mình mùi. A foot chương mùi. A leaf. Chúng ta lại xe mó. Cars, thèm bác mó. Countries, lục ở chính, lục vái thay mại ở country. Toothbrush dương từ giờ, brushes. Thêm gì ạ? Ở phút này thì giờ fit, đồ F từ giờ, up đồ double O từ giờ, double E fit. Ở liếp này dương đồ từ giờ, lục ở chính, lục F thêm gì ạ? Chân listen to the poem. What is it about? A lot of old stuff come up only mà đó. Lot of old stuff come up chân. Ngày này là cười chân ở old stuff come up only. Old club stuff ở dưới come up chân. Tức hồ crown spin. Spin đâu lơ tức. Spin đâu lơ tức. Tức đâu crown spin. Chọn bọt đầy hối. Đầy hối. Chọn bọc công nạp chặt. Và đây ngày đi ôn sạp công nạp ông lên mà đỏ mớ. Tạo viên mà hà bù rô con nát. Tập ôn sạp tóc bản thân. Chẳng đập bếp ôn sạp công nạp ông lê. Ôn tiền sạp của mẹ tên. Đợi phụ rộng bởi dạng. Tape script 2.5.2. The plural poem. We'll begin with a box, and the plural is boxes. But the plural of ox should be oxen, not oxes. One fowl is a goose, but two are called geese. Yet the plural of moose should never be meese. You may find a lone mouse or a nest full of mice, but the plural of house is houses, not heists. If the plural of man is always called men, why shouldn't the plural of pan be called pen? If I spoke of my foot and showed you my feet, when I give you a boot, would a pair be called beet? If one is a tooth and a whole set are teeth, why shouldn't the plural of booth be called beef? If the singular is this and the plural is these, why shouldn't the plural of kiss be keys? Then one may be that and three would be those, yet the plural of hat would never be hose. We speak of a brother and also of brethren, but though we may say mother, we never say methren. So plurals in English, I think you'll agree, are indeed very tricky. Singularly. Nhi kì chưa cầm nạp ông lễ bố thế bố. Cầm nạp nhi kì nì dây ông phí hua chả nạ nì niềm theo thật plural poem. Person bố bốn ai sạp xa lăng vinh bốn đọc đo ngay tạo cầm nạp bố thật. Và ta được bố bỏ bài cầm nạp ấy mở với bố được bố thả ấy. We'll begin with a box,
dương chập đam chỉ mùi nâng ở bọc và ọp mùi hay phù chân đạo viên nó cứ boxes nó bọc nó cứ thay bị ăn boxes but the plural of ọp còn tại phù chân đạo này bị ọp ọp nó phù chung mô là suốt bì cua tay chỉ oxen mình men oxyte chẳng kể ở phù chân đạo này bị ọp nó cứ oxen nè men oxyte one fall is a ghost fall fall lắm mình đã sắp slam fall one fall sắp slam muối cứ a goose goose nó mình đã sắp cả ngán gì goose ngán gì còn bên tay pi nó cứ tàu bàn kì hào tha geese chẳng là goose nó dừng phụ chỉ đạo vì tư dịch geese goose nó cứ sắp cả ngán gì yet có bên tay yet nó mình nó lái chứ nó có bên tay the plural phụ chỉ đạo thì bị moose cua tai mình đai cái sự sẽ tham mi tệ chân cái ăn xem mi hết cứ viết tùng rồng cứ viết lâu phụ chỉ đạo viết cứ mình đây tha mus nắng cứ lâu sự sẽ đã đai mu nắng mình đây tha sạch cái đàn mùi bài sạch cái đàn á có thể sạch cái đàn một bài mu nắng but xong tốt you may find nếu ai khơi ta anh màu trong này ai khơi cần đo muối màu rứa co muối sống bốc nó cứ mài chân máu cần đo là về nào phù chữ nặng dừng đồ thì tự chữ mài mài màu thành é nó thì chữ mài but the plural con ta phù chữ nặng này bị house cứ houses mình men hai thì cứ thành é mình nhé men oi tạm vì O U S E đang viết từ chữ I chứ chẳng hậu thì chữ hai mẹ này if the plural có một tá bờ sân phôi chữ nặng này bị men cứ tai tai như vậy thả men why shouldn't the plural had a ban chia phôi chữ nặng này bị pen mình hào thả pen đâu chẳng pen nó té thì thả cho phôi chữ nặng bổn thả pen đó chẳng pen nó như té I type F. If I spoke, bà sân chấm lì dây ông phi chương là bọc nhóm hai bằng hai tuần nè nó cứ fit chân foot nó phôi chỉ nạp với cứ fit when I give you a boot nó phê đặt nhóm ôi bà chương bù tuần nè muối nâng mùi cú nó kì hào thả bịt chân boot nó phôi chỉ nạp với cứ bịt if one bà sân muối này thông minh những hay à mà set này thông minh món á người ta teeth chẳng thu nó phù chỉ làm cái cứ teeth còn làm cái chân gì chân mình cũng sọt đấy làm đấy why shouldn't the plural had a ban chia phù chỉ làm này bị bus nâng mình hào thả bis bus nâng cho mình phòng thả bis đó chẳng via double o t a để kia được cả double o t để kia chắc mình phòng thả bị tấu và chấm bịa thà bus nó miền này thà tòm rồi gặp tẹt chờ tối như nào tòm tẹt chờ từ tối nhé sẽ điểm khó chịu if the singular xong tốt if the singular person phôi chữ nặng this hai phôi chữ nặng biết cứ this hết ấy mình phôi chữ nặng này bị kiss tới chữ cast đâu thì cho người ta cho phôi chữ nặng bị kiss nó còn cast đâu nhưng phôi chữ nặng khi vật sân lý nhưng ai thay bị ác hết thế đề này xuống then một tổ một one một tổ một mối tiết ai chỉ bị đẹp hỏi bay tiết nâng ai chỉ thay một tiết làm việc từ chữ dos chân đẹp nó từ chữ do phôi chữ nặng viết dos chưa là yet có một ta phôi chữ nặng này bị hết mình đang xây thành khổ tệ địa chọn là a thì được nghĩa kia từ chia đô cho địa hẹn đấy ai tổ khô đã ở đấy chọn vậy chẳng á we speak dương là dây âm pi brother mùi hơi nắng brother phong đại chọn là pi brother nắng ai phụ chỉ đạo với dịp brother có vấn tế nó không nên sát na thế bạn kia sẽ brother bỏ pi brother này thỏa mãn nó phụ chỉ đạo với cứ thành này bạn có một tết tu bơi chiên nào cái đó dương thì dạy tham mà đó mình đại dương thì tham mà đơn tê
So, để chúng ta phụ nhận bị ổng lễ thì em cần tha nè, dù sợ tế. Ai bật nà, cứ bị strictly maintain, singularly maintain, thông ra maintain. Strictly nâng cứ bên này tha strict key strict key nâng bên này tha và strict nâng là bạch nha strictly nâng cho người ta đã bị bạc để ý điểm nhé nha hai bất nó cứ bị bạc indeed very strictly nghĩa là bị bạc strictly nếu như bên này tha difficult này chỉ ý điểm bên này tha bị bạc difficult singularly đòi thông ra anonymous nếu bên này tha đài là anonymous cầm bắn xong ở phần bổn bổn để bàn chấm lại về vấn đề chất sai sắp phần mùi nhật tì màu sắc xa chỉ mùi lực cụ là thế này đi và sân bổn sắp ở toàn bổn ai mơ xa là vinh hãy xong mà chỉ sai phần đấy chụp bộ ca một riêng là bọn lực cụ cứ mê đề thả ca án cứ tạm phải bỏ tay một đoàn phần dưới là bọn sai ở bổn nó cứ nghe dồn bổn nó cứ chân và xong ở con xa chỉ thầm ấy tập dừng chụp địa tiết nó không bị điện tì. Ok, goodbye.